quý vị, thực hiện đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tháng 10 vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thuận Phước đã đưa vào hoạt động mô hình cửa hàng khởi nghiệp. Đây không chỉ là nơi trưng bày, bày bán các sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ như cá khô, cá rim, mắm thi, sản phẩm đông y, tương ớt và các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ bà con nhân dân, mà còn là mái nhà chung để kết nối các hội viên, tạo thêm công ăn việc làm cho phụ nữ nghèo khó khăn có thêm thu nhập ổn định cuộc sống. Ý tưởng cửa hàng khởi nghiệp của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thuận Phước được ra đời dựa trên mô hình đi chợ giúp dân của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ hai tại thành phố Đà Nẵng vào cuối tháng 8 vừa qua. Hình ảnh chị em đi chợ, ship hàng về tận ngõ, tận cửa nhà đã trở nên quá đỗi quen thuộc, thân thương với bà con. Từ đó, thói quen đi chợ online cũng được duy trì. Đã thành thói quen, vào mỗi buổi sáng, chị Minh, chi hội trưởng Bình Phước 1, sau khi sắp xếp công việc gia đình, chị sẽ kiêm nhiệm công việc shipper miễn phí đi chợ hộ cho các gia đình trong khu dân cư. Với chị, đây không chỉ là trách nhiệm của một chi hội trưởng mà còn là niềm vui khi vẫn còn được cống hiến mỗi ngày. Tư vấn từng gia đình, mình chở một cái đơn hàng đó, mình đâu có lấy tiền ship. Đó là một cái phần hỗ trợ cho dân, vừa tạo công ăn việc làm mà dịch xong họ khó khăn, họ mất việc làm á. Cái mô hình rất là hay, cái việc làm thấy rất là cao đẹp. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều chị em rơi vào hoàn cảnh khó khăn vì mất đi thu nhập. Cửa hàng khởi nghiệp của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thuận Phước ra đời, đóng vai trò như một trong những kênh tiêu thụ trưng bày giới thiệu các sản phẩm tự làm của các chị em, như sữa chua gói, tương ớt, ngũ cốc, tạo đầu ra ổn định, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn phường. Hiện tại thì hoàn cảnh em cũng khó khăn nên bên Hội Hiệp Phụ Nữ cũng có tạo điều kiện cho em để làm công việc này để giúp một phần nào đó về hỗ trợ chi phí học tập. Em cũng vừa học vừa làm rồi cũng giúp cho em trau dồi kinh nghiệm nhiều hơn. Nơi đây cũng là một cái nơi mà cung cấp được cái gì mà tốt nhất cho chị em phụ nữ và cũng tạo được cái sự yên lòng nhất cho nhân dân để nhân dân họ tránh dịch trong nhà, chung tay góp sức với địa phương. Là các chị buôn bán thì ế ẩm lắm. Ví dụ một ngày đó chị có được 5-7 đơn thì chị cũng có thể là chỉ có một vài chục ngàn. Có cái thì thu nhập trong gia đình nó vẫn ổn hơn. Với cách làm việc khoa học được vận hành trên nền tảng ứng dụng Zalo, Facebook, các chị em trong Hội Liên hiệp Phụ nữ phường có thể dễ dàng quản lý đơn hàng, cập nhật các thông tin chính sách mới của thành phố đến với hội viên một cách nhanh chóng, chính xác. Từ đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ, nhất là hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang có ý tưởng khởi nghiệp. Với phẩm chất cần cù, tinh thần vượt khó cùng sự hỗ trợ từ thành hội và chính quyền địa phương, chị em trong Hội Liên hiệp Phụ nữ Thuận Phước đã mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp, xây dựng những mô hình thiết thực, biến những thử thách thành cơ hội, qua đó khẳng định được vị trí của mình trong gia đình, xã hội.